Cô gái này tên là Dẹo Dẹo, có ngoại hình xinh đẹp và có thành tích đứng nhất lớp nên cô được các anh theo đuổi. Và có sở thích khiến người khác phải đau đớn nên cô được mệnh danh là một chap girl chính hiệu. Còn đây là Lía, là một anh chàng theo đuổi Dẹo. Mặc dù mỗi ngày anh vẫn có những trứng ngỗng để ăn đều đặn nhưng anh vẫn rất tự cao. Lía là con của một gia đình quý sơ tộc và có gu ăn chơi khét tiếng như mafia nên có biệt danh là Lía báo đời. Còn đây là Chén Lì, chị ta có chiếc má bánh bao nên ai cũng muốn cắn, tới tôi cũng muốn cắn, hi hi. Mặc dù học tập chưa tốt nhưng Chén Lì lập kỷ luật học sinh đúc nhiều nhất trường. Chén Lì luôn có sở thích mặc quần vịt và cưỡi ngựa giữa bờ biển. Và Sú đã nhìn trộm từ đó, Sú sao xuyến thương thầm Chén Lì, đặc biệt Chén Lì là anh em của giới chap girl cùng Dẹo nên được gọi là Chén Lì kẹo dẻo. Còn sao được gọi là kẹo dẻo thì ông cố tao cũng không biết kịch bản sao tao làm vậy. Còn đây là Sú, ngoại hình trông của Sú là một good girl nhưng bên trong là một bad girl chính hiệu. Từ khi biết đến Chén Lì thì Sú chắc chắn đã kiếm được nửa cuộc đời của chính mình. Sú có thể cưa đỗ mọi cô gái nhưng người Sú bad girl muốn trở thành bạn đời lại không thích Sú, từ đó Sú trở thành một sát girl lạnh lùng nhát gái.